Dạ, Khánh Vàng, mến chào của chú anh chị nha. Hiện tại Khánh Vàng đang ở trên chỗ cầu Vàm Cống đó của chú anh chị, phía trước là cầu Vàm Cống đó. Và hiện tại ở đây thì Khánh Vàng thấy một cái anh đi giác đồ anh đi hướng về cầu. Đây Khánh lại hỏi thăm ảnh anh đi đâu của chú anh chị. Anh đi đâu mà giác đồ nhóc chơi vậy? Cần con bệnh nó lụm bên kia kìa. Lụm bên cầu ảnh đó ha. Cứ qua cầu đi một đốc đó. Vậy đó. Chỗ nào chỉ em lụm dưới đây? Dưới cầu này nè. Mình nặng đấy ha. Ừ. Lụm chút dục bỏ đâu cầm gì. Sao bỏ uổng hả? Đồ mới mà. Con bệnh nó lấy theo chi cầm nó nổi. Rồi cầu dục. Trời ơi, dục vậy đó hả? Sao không để dưới đây đi, có ai ta lụm cho người ta. Con bệnh dục khỏe. Rồi giờ anh đi đâu đây? Về Hòa Hảo. Về Hòa Hảo hả? Phú Tân, chùa Hòa Hảo á. Ờ. Anh tên gì ạ? Nguyễn Ngọc Ân. Nguyễn Ngọc Ân ăn ha. Đi gì gia đình mình có biết không? À. Tự đi vậy đó ha. Anh ăn gì chưa? Chưa ăn gì chưa hả? Có tiền chú ngày nào con cơm ăn. Vậy đó. Thì sao nói sao? Con bị hình ma hại con thôi, con cái chém chửi mấy chú đâu. Bị ma hại hả? Hình ma này nè. Vậy đó hả? Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? 20 tuổi. 20 tuổi hả? 38 tuổi. Ờ, 38 tuổi. Anh đang mặc bộ đồ đẹp chứ hả? Con bệnh mới mặc đồ này. Bệnh mới mặc đồ này ha. Anh đang mặc đồ này biết của trai gái không? Dạ. Bộ đồ này con gái phải không? À. Ờ, biết ha. Rồi anh đang đội gì trên đầu ạ? À? Con bệnh con đội, con nhức đầu chuyện nổi hết bệnh con không đội đâu. Vậy đó ha. À. Rồi, hơi bị về thần kinh đó cô chú anh chị. Rồi Khánh vô tình Khánh gặp anh đây đang đi hướng lên cầu Vàm Cống. Rồi sẵn đây ghé hỏi thăm anh. Anh ăn uống gì chưa? Có đói bụng không? Rồi bây giờ đi ăn ở đâu? Thường qua cầu với con tiền đi con mua đồ ăn. Vậy hả? Dạ. Giờ con chửi nó cứu con xin lỗi nghe không? Nãy giờ đâu có chửi đâu xin lỗi. Con tưởng nghĩ mấy hình đó mấy chú làm phải con đâu. Ờ. Thôi bây giờ em có em gửi cho anh luôn. Ăn cái gì đi ha. Cảm ơn chú. Rồi anh cắt đi. Em cho chú nè lấy. Ôi, cho làm gì? Con lụm mà. Thôi để cho chú đó. Thôi bây giờ để chỗ nào đi rồi nữa người ta lợi ta lụm cho người ta có rồi ta xài người mà ta cần xài đó. Lấy con thay một cái nha. Bây giờ thay rồi bây giờ lụm rồi bây giờ lấy cái nào đẹp đi mình thay mình bỏ lại. Thôi bây giờ anh trai là tên là An của chú anh chị, anh đây năm nay là 38 tuổi rồi, đang ngoài đường cũng hơi ồn của chú anh chị. Anh lựa đi, lựa bộ đồ nào đẹp đó nè, cái áo cá sấu đẹp nè, áo này nè. Ủa sao đồ nữ không vậy? Không phải áo bà ba hả? Kiếm cái áo nào nam đó mình mặc thấy thương quá. Thôi bây giờ mình lấy cái áo ta dài bự, lấy cái áo nào phát bự bự chút á mình mặc được hả? Lấy không lấy con lấy mình vậy lấy đi. Gì đâu có ăn cắp gì đâu. Đâu có ăn cắp đâu. Chó giang lên cầu chịu không? Không chịu luôn. Cưng quá à. Con sợ ba con. Cái gì? Con sợ ba con 918 con bệnh ba con biết. Rồi sao điện 0918 mà cái gì nữa? 56129. Đâu đọc lại từ đầu coi. 0918 561 209. Vậy đó hả? Anh tên Đăng ha. Con bệnh ra con biết mà. Rồi bây giờ mình đi về nhà được không? Biết nhà về không? Được. Quỳ tâm thần mười mấy năm rồi chú ơi, hỏi ba con đi. Vậy đó con ha. Con cấp chú ơi. Đâu. Chứ nó con bệnh ba con đuổi đi. Bệnh rồi ba đuổi đi ha. Ba con ông nói con quậy ông già, ông bệnh là kinh không chịu không nổi. Ừ, chú điện ba con đi rồi biết rồi. Rồi không biết mà. Bây giờ nói chuyện chút đi hả đi. Con đưa nó bụng quá nó qua cầu không được. Chú điện cho ba con đi. Rồi đi ăn ha. Rồi bye bye. Rồi, bây giờ anh trai đó đói bụng quá rồi.
đi ăn rồi cô chú anh chị ơi. Rồi. Hiện tại thì Khánh Hoàng ở bờ kè Tây Sông Hậu đó cô chú anh chị. Rồi cũng gặp cái hoàn cảnh của chị này đang ngồi chơi và kêu Khánh lại cho tiền nè. Có cho tiền em đúng không? Không đó, mình hái được đồng đó, mình hái Cần Thơ, Cần Giang, Vĩnh Long, Long An. Dạ. Kiên Giang, chị bán đứa đó nữa. Hết. Chị cho em tiền không? Cho. Đây. Nưa 128 rồi rồi. Dạ. Yeah. Ừ. Còn như mà đấy mà dặn đây tôi không biết gì. Rồi thì lấy sao được? Chị đưa cho em mà chị lội lấy lại 2-800 rồi. Chị đưa với chị tiền đâu. Dạ. Yeah. Vậy cho em có đó không đi? Thôi cho lại 500 rồi. Cũng cho 200 cho lại 500. Cho em 200 rồi em cho chị lại 500. Dạ. Đi lãnh với số đi bán hả? Ừ. Giỏi dữ ta. Chị tên gì? Thiếu. Thiếu hả? Ừ. Thôi giờ không có tiền nhiều em cho chị 50 nè. Rồi chị để luôn nha. Ừ. Nha. Ok. Đừng có bán chị đem gái nha. Rồi ai đâu bán làm gái anh chị nè. Cho chị đó. Mình biết mà. Chị tên gì biết không? Nguyễn Thiệu Dứt. Gì? Nguyễn Thiệu Dứt. Chị cũng con ba đó, mà chị tích gì không rồi. Qua chị ở đâu? Ở Quế Trân, Trung Nguyên, Chị Mới, tỉnh Giang. Ờ, chị ăn gì chưa? Chị ăn gì đâu, ăn gì đâu. Có tiền xong đi ăn đi. Thôi, hay hết rồi, tiền đâu đi bán cái số. Vậy thế hả? Ừ, thì cờ đó. Khờ ha. Chị chừng mất tay đó. Rồi, đi không vậy, không có đem đồ đạc gì sao? Không. Thì hơi bị nhức đầu mà. Nhức đầu hả? Như được rồi. Dương bên đây chơi, vô quýt. Dạ, chú uống cà phê, mua cà phê cho chú uống. Không muốn hả? À, chị đang ngồi trước quán cà phê nè cô chú anh chị. Chị nhìn vô trong đó đó. Uống phê không? Con uống đi. Trong đó chị có đăng ký nó dốc. Chị uống cà phê em mua cho ra cho chị uống. Còn chị có đăng ký nó dốc rồi chị nấu uống được ngon không? Dạ. Yeah. Cục quay trả đơn 6 đơn 1 ngàn ly. À, cục quay giống 1 ngàn ly mà trả đơn 5 ngàn đăng ký nó dốc vui thôi. Dạ. Yeah. Chị có sao đăng ký nó dốc. Cái giờ mấy bữa rồi chị chưa tắm vậy? Ờ, chị không biết gì đó. Nè, cái giò chị nè. Chị hơi điếc. Chị hơi điếc nó như được rồi. Dạ. Yeah. Chị uống hành không? Dạ. Yeah. Cho em lại 50 ngàn đi được không? Dạ. Yeah. Cho 200 luôn hả? Lỗ à, cho đây. Cho lỗ. Dạ. Thôi, tiền kia nó xấu không? Lấy tiền kia, tiền này thẳng không? Đâu biết mua chút nhiều đâu, mua đứt chút. Dạ, yeah, chị đưa em cái tờ nhỏ nhỏ đi. Con đổi giùm đi. Ờ, cái tờ nhỏ nhỏ. Ừ. Thôi, cô đừng mất số, tôi không tay trái cô lên nè. Thôi, đưa tờ kia. Ôi, tôi khờ lắm, tôi không biết cái hành đó. Nè. Dạ. Yeah. Ừ. Cho chị đó. Cho, thôi đừng lắc nữa nha, tôi mất tiền rồi. Rồi, cắt đi, bỏ vô cái bọc đi, cuộn lại đi. Đi hành. Cô Khánh có nói gì được rồi. Cô con của bác Khánh có nói gì được rồi, đừng nói lợi ích nữa nha. Nói chuyện nghe chơi vui mà. Nói chuyện vui mà có gì đâu. Bị la hả? Bị la ha, nói họ bị la ha. Thôi gì em đi nghe. Ờ, gắng giữ sức khỏe nghe. Có tiền đó mình đi ăn uống gì đây chứ ngồi gì mà đói bụng. Chị bệnh thường nhớ cho chị 500 ngàn rồi. Chị bệnh nhức đầu á. Nhức đầu á. Có tiền nó đi mua thuốc uống đi cho đỡ nhất cái đầu. Bây giờ uống phê không? Dẫn vô uống phê nè, quán nó mát lắm á. La nào mà la, chị có tiền gì vô chị uống gì đâu. Quán cà phê đẹp quá mà, đẹp thế à. Không ăn lấy được không? Không ăn. Ở dưới mình đâu hả?